Nam nhưng sống ở Úc. Tôi biết Việt Nam khá rõ vì năm nào tôi cũng đến đây để ăn Tết. Tôi quyết định rằng tôi sống ở đây lâu hơn, không chỉ đơn thuần là ăn Tết. Cuộc sống ở đây thật tuyệt vời. Tôi thích làm việc với mọi người và thưởng thức các món ăn ở khắp nơi. Mỗi nơi bạn có thể chọn các món ăn khác nhau cho buổi điểm tâm, buổi trưa, buổi tối. Tất cả đều gây ngạc nhiên và rất ngon. Tôi rất thích các món ăn ở đây. Tôi ước gì mình cũng có thể nấu các món ăn Việt Nam. Thời tiết ở đây thật đáng yêu và ấm áp. Tôi không thích thời tiết lạnh. Thời tiết ở Việt Nam rất ấm. Con mặc cái áo mà con bận quá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Người Việt Nam rất tử tế đối với tôi. Họ cũng rất kiên nhẫn. Tôi đã học được rất nhiều từ điều này. Tôi muốn cảm ơn người Việt Nam vì đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Và tôi hy vọng sẽ mang có bà nữa đất nước của các bạn.